tao đi ti đi chị Ngọc. Đây đi ti đây. Tao chơi skin lobby mày. Mình hôm nay có 1.000 đô thôi, nên là bây giờ mình mở sung sương ha anh em. Mà mình mở nhiều tiền quá mình tốn tiền lắm. Nó làm hết rồi. Anh nó là cái làm tôi tưởng là tôi mở ra được cái gì ngon không đó trời. Cái này dễ thương nè, mà cái này có 20 đô à. Để mà mở lại cái này đi. Đi tôi ơi. Ăn đi ơi, ăn đi em. Chú mát được, thằng chân là mát chân tới thằng đầu. Trời ơi. Ê, cái hộp này tôi thấy được nè. Hộp này 30 đô, 50 đô thôi mà toàn được tiền. Có, tao mở ra một cái súng 60 đô mày. Á, à, lại mở ra cái này nữa rồi. Trời mẹ nó găng găng ngon rồi. Ê, nâng cấp đi. Tao thấy nãy giờ tao nhiều đồ rồi, tao nghĩ tao nên nâng cấp đi ti à. Cái thai mưa đi à. Đây, hôm nay có đi ti anh em. Rồi bây giờ tao cho mình cái này này, mày cấp 20 cho tao đi. Trái phải. Trái đúng không? Chắc nha. Trái ra bên nào? Ấm chỗ nào rồi? Tao quên mẹ nó rồi. Ủa? Ê, mọi đồ like chưa? Không có chỗ chọn trái à, đây hôm nay nó đổi lại cái này nè. Đu vậy mày để đâu đây đúng không? Được. Đến giờ cắt nghe còn mày lên vô lên tao đưa cho chuột mày cầm đó mày. Trời má, nó cái chỗ nãy tôi tịnh đã lên này thì để ra đụng đôi tự nhiên là chó vô nè. Chó không biết cầm cái gì vậy, tính tôi phải phải chứ nó đẹp thôi. 20 tiếp thì có mình lựa nhạc nó nhỏ lớp ai biết gì để đây được. Không phải chọn đâu tại mày á, dụ tao chơi ít 20. Bây giờ tao chơi cái ít 1.5 cho mày coi nè. Nhìn nha, nhìn học hỏi nha, nhìn cờ bạc mẹ thắng là mẹ là doanh nhân, thua mà là không chuyện cờ bạc đúng không? Mẹ phải bình tĩnh thôi, mẹ on in là mẹ chết nè. Bây giờ chọn trái phải đúng không? Ta chọn trên. Thấy không đi ti, thấy không, tao kêu mày chọn dưới thì ngon rồi, mày cãi tao không à? Mất mẹ nó cái skin 60 đô. Bây giờ mày mở ra được cái 10x thì mày muốn cái gì tao cũng làm. Nhưng mà mày phải nói ra mày muốn cái gì mới được. Cái gì được á? Alo anh em ơi, khoan, con nhỏ này nè. Này mày coi giòn qua ly đi ra khỏi nha. Á, sao hành mày ghê quá vậy? Mười anh em lần mày lắp điện, anh em xem được không? Ok, lắp điện nha. Ok, lắp bao nhiêu cái? 10 cái trên chiêu đúng không? Dễ hẹn. Mày cảm được. Tao lắp được. Chẳng qua tao không được không? Tao không lắp như chắc chưa? Chắc chắn chưa? Chắc luôn. Không có rủ nha. Ok, chẳng qua là tao không lắp dịch tích được như TikToker thôi. Tao để tin mày có thể nào mà mày thắng. Hello ơi. Tôi là tôi lắc 5 cái cho nên cho anh em coi chứ. Ê khoan từ, tao tin mày đi ti. Tao tin mày. Cái này là tao không tham nha. Chẳng qua là tao thấy là mày phần trăm và tỷ lệ ăn của mày rất cao rồi. Nhưng mà dơ nào nó cũng ăn được. Dơ mày phải mồi. Mày phải mồi như nào? Mày mồi hả? Tại dơ cho ăn nhiều đồ mày phải mồi mày. Mày cái đồ này đi. Ở đây ít 10 mà được. Thế thì mày phải giúp tao đi. Để ý 20 luôn à. Ừ. Má nhỏ này nó chơi sao anh em ơi. Mà nó
chơi liều mà nó toàn ăn không nhá. Vậy cái này đâu mới phải bò. Tay mày. Bò bao giờ mới xong? Lần đầu tiên tôi thấy chị Việt Nam ơi. Là gì? Bố con. Có rồi. Thấy chị Việt Nam ơi. Nào cũng được đúng không? Ờ. Miễn là x10, x20 đúng không? Ờ, đúng rồi. Ôi, nó ra gốc nãy của tao thiệt. Đúng rồi. Không, nó phải thua mày ơi, nó phải thua. Bây giờ cái này hắn cái này mới rất quan trọng nè. Cái cả này là để cho máy lắp điện nè. Ờ. Còn cái này để kiếm tiền nè. Ờ. Được chưa? Rồi. Cái này cái cuối cùng đó nghe. Ê, còn 400 đô kìa, mở hòm tiếp, rồi quay tiếp. Ủa, lời hay lỗ mày? Ủa, 37 đô, nhầm 37 đô lời hai. Tí nữa thôi. Em mở hông Samurai Samurai á. Ôi. Tù. Tù. Hôm nay hãy là mấy. Hôm nay mở hông đi. Ý lời kia bụng nhà đi. Ai mở em ra cái này đi. Ê, nhưng mà cái này bao nhiêu đô? Cái này tận 5 đô với mày. Nhưng mà một kiểu nhiêu sự đi con. Nhưng mà một trái hay phải mà ví dụ nó quay đéo vô trái hay phải thì mày lại hào hào là nếu không bằng. Nãy giờ tao thấy mày có trái phải đâu, tao thấy mày toàn dưới xong mà. Tù má nó ơi. Được đâu. Mày cứ la trước chờ không mà. Tao đợi một ngày tao kêu ở đấy rồi mà chịu mày cứ tao kêu đi. Sao cũng được con vậy? Tao kêu mày. Tao kêu sao cũng được. Cái này rồi. Tao kêu mày không có thích kiến gì chân á. Nay thùng hẻo chơi. Tao đã rồi đó. Ê. Chơi bắt đầu tiên hai mày. Tao đi. Thì mày mở hết cái đống này đi. Ừ, tao út đấy. Đâu? Ừ nè con. Hết đống này sao mày bị ít mùi? Ừ. Được hả? Nhưng mà như này thì như nào? 10 coi. 10. Đúng rồi. Không mày cái này mày phải làm đi. Không tao tin mày, cái này tao thấy mùi đã làm đẹp rồi. Trời ơi. Tao đi dịch để trên con thiếu được rồi. Thôi mày đừng có nhục tao. Tại sao không? Mỗi lộn quá hả? Ừ, còn mỗi cái đó, mày kêu tao ơi, nên hết nọ. Mày kêu tao nên mà. Không bị, mày ơi, nó tưởng mất con chứ mày kìa. Mày cố tình đúng không? Mày cố tình mày để tao hết tiền. Tao bận nhâm đi, tao bao giờ chưa? Thôi, tao mất nhâm đi. Không phải nhâm đi. Đấy, bây giờ tao sẽ cho mày đúng một câu hỏi cuối cùng. Năm ít thôi, okay. Mày tham quá. Okay. Đừng. Không được, nó không lên kìa. Mà nó nói ví dụ một câu 10 chữ thì tôi hiểu được có tầm 3-4 chữ thôi à. Đừng. Nâng tiếp 5 ít nữa. Tiếp. Rồi. Đá bờ đê. Đúng là lừa. Ai giờ? Đúng là lừa Hana. Thôi cái này Hana để lại.